Đây, ca sĩ Đăng Kim đang chọn hoa. Trời ơi, cái nhà ơi, cái nhà biết hôm nay á, hoa còn mắc hơn là coi như là vàng nữa đó. Vàng không? Một chú hoa chút xíu thôi, 550 ngàn, 550. Wow. Bây giờ em phải đi trả giá cho chú. Trả giá nha. Có biệt tài trả giá của Đăng Kim như thế nào? Để lại đi mình gom đó. Bà bán năm, bà bán để em trả giá. Này 550 mọi người. 550 là tính ra là khoảng là 12 triệu. Mình bông 550 đó. Wow. Trăm được cô? Đây là có một cành thôi gì đâu. Chắc gầy quá. Chùa này mè dao không ạ? Chùa mè dao. Chùa vậy mà bán hoa toàn là 5-600, 4-500 không? Bớt giỡn đi. Bây giờ mua bông này đi. Thì em thấy bán bông là được chứ. Bán cho người đẹp rồi, chỉ cần lấy phần dưới thôi, 70 thôi. 70 luôn không thầy? Bán cho người đẹp là 70 thôi rồi. Mắc quá à. Tại vì chị nhớ đây là rất là đẹp đó, nhưng mà mọi người thấy kho rất là đắt, đắt hơn vàng các mọi người. Làm gì? 230. Wow, 230. Wow. Đây này, đây này. Ủa, kim lì đi lại đây. Bây giờ mình đi lại chỗ bông khác đi, cái bông nào đó rẻ hơn được không anh Vũ? Bây giờ chỉ có mai với đào thôi. Mai đào đi, có không khí được rồi. Năm nay bông mắc quá. Bông mắc quá. À, cho nên là cái gì cũng mắc hết. Tại ông Biden. Đây, mai rừng nè. Đừng nói à. Biden gặp em đang nói là phải thần tượng anh Vũ. Đừng nói đại Biden nghe, có Biden làm mỗi gia đình một đứa nhỏ được 250 nha. Đâu, có ai nói hồi nào? Được chứ, được chứ. Đó, có. Đồ đầm xuân á, mua đồ xuân đẹp á. Đồ đầm xuân chân tái cũng đẹp á. Hả? Ờ.
Nụ Tâm Xuân nè. Nụ Tâm Xuân. Đúng rồi, Nụ Tâm Xuân có tới mà. Cái này là tươi hả chị? Tươi luôn á. Cái này bao nhiêu vậy? 20 đồng. Hả? Mua nhánh đi. Mua em mua nhánh, anh mua nhánh. À. Nụ Tâm Xuân này đẹp lắm. Bây giờ có bất giá không? 15 đồng một nhánh đi. Mua mấy nhánh? 18 đồng. Thôi 15 đi. Được không? Mua đông làm hai, mua hai nhánh. Giá. Em đấy này, em gái, em gái. Dễ thương nè, bầu bầu. Mua về chân ở nhà được rồi, mùa xuân đẹp đó. Cái lớn này 35 đồng. Cái lớn không có được. 3 cái 100. Wow. Ủa sao kỳ vậy? Nó đúng vậy. Cái này lớn mà mình nhỏ. Thật sự ra là bông nhỏ thì nó không có màu đẹp. Đúng không? Bông này đẹp đó, anh nghĩ bông này đẹp đó. Bông này đẹp nhưng mà bớt giá đi. Cái đỏ. Cái trắng cũng đẹp nè. Nhưng mà em nói chị nghe nè, bây giờ này bớt giá cho em đi nha. 3 cái 100. Ôi, mắc quá đi. Mua 3 cái 90 đồng đúng không? 3 cái 90 đồng đi. 3 cái 90 đồng em thấy chị nha. Vậy trả tiền đi kìa. Dạ. Ba cái 900 hả? Rồi em lấy hai cái, anh lấy 1 cái về chân. Trời ơi. Thôi đó chứ, thôi để đăng kim chân hết. Đăng kim chân hết. Chưa bao giờ chân cái bông này cho nên năm nay cái này không có cần nước nha. Ủa vậy hả? Nó khô rồi chị ơi, cho nó khô. Cho là qua mùi. Nó khô rồi.